Đức Trung xin kính chào quý anh chị, chào các bạn. Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung, chợ ô tô cũ Quảng Ninh. Hình ảnh quý anh chị các bạn đang quan sát là một loạt các cái mẫu xe bán tải mà chợ ô tô cũ Quảng Ninh đang bày bán. Bên Đức Trung thì có rất nhiều các cái mẫu xe bán tải, từ những cái dòng xe mà nó thấp thấp với tầm giá khoảng độ 300 cho đến cái tầm khoảng 400-500 triệu thì rất là nhiều anh chị nhé. Đây là toàn bộ cái quang cảnh của chợ khi buổi chiều tối này, một số anh em cũng đi xe về rồi. Nên là cái ngoài những chiếc xe ở đây thì bên Đức Trung còn khoảng độ chục chiếc nữa anh em đang đi lại, còn một vài chiếc thì đang đi spa. Đấy. Có những cái mẫu xe mới về, ví dụ như là cái con XLT 2012 anh em nhé. Con này cũng còn phải cân đối lại cái chi phí, cái cửa tiền của nó cũng trên 400. Đây, rất nhiều các cái mẫu xe trên 400, giá của nó rất ok anh em nhé. Đây, chiếc XLT 2012 màu đen này. Số sàn 2 cầu, máy dầu 2.2, có giá chào bán là 430 triệu đồng. Đây, chiếc XLS 2015 màu xanh ngọc này rất là đẹp, màu xanh thiên thanh đấy. Màu xanh này nó rất là phù hợp cho anh em ở những cái mệnh thủy đấy, hoặc là anh em nào mà quan tâm những cái dòng xe màu xanh hoặc là màu thiên thanh thì có thể liên hệ với Đức Trung để Đức Trung sẽ gửi một số các cái mẫu ảnh. Chiếc XLS 2015 số tự động 1 cầu được chào bán với giá là 485 triệu đồng. Và bên cạnh là một chiếc XLS 2014 số tự động 1 cầu, giá là 465 triệu. Một chiếc Mazda BT 2014 trang bị số tự động 2 cầu, máy 3.2 được chào bán với giá là 455 triệu đồng. Và con này XLS số sàn 1 cầu 2015 thì giá của nó cũng xem với lại cái số tự động 1 cầu 2014 anh em nhé. Đấy. Thế và một chiếc xe Hoa Trách 2017 máy 3.2, con này đẹp, zin đẹp, anh em có thể thấy là cái phần form xe này còn rất là căng. Đấy, lốp láp thì cũng còn đẹp cả dàn, con này có lắp thùng cuộn, chạy chuẩn 5 vạn anh em nhé, hơn 5 vạn một chút. Chiếc Hoa Trách 2017 hai cầu máy 3.2 được chào bán với giá là 810 triệu đồng. Rất nhiều các cái mẫu xe để anh em lựa chọn. Thế và bên đây thì hầu hết là những chiếc xe này Đức Trung cũng đã có video chi tiết rồi. Nếu mà anh em quan tâm thì hãy liên hệ để được cung cấp thêm thông tin. Chiếc XL209 form thấp được chào bán với giá là 235 triệu. Chiếc Hoa Trách 2009 màu đen biển Lào Cai được chào bán với giá là 320 triệu đồng. Chiếc Toyota Hilux số sàn 1 cầu 330 triệu. Chiếc Toyota 1999 được chào bán với giá là 98 triệu. Đấy, chiếc Hoa Trách 2009 màu bạc 320 triệu. Thế và hai chiếc này cũng là đều 2009 anh em nhé, Hoa Trách xe còn rất là đẹp. 330 triệu anh em nhé. Giá như trên thì vẫn còn thương lượng anh em nhé, và bên Đức Trung sẽ bao rút hồ sơ. Còn Hoa Trách cái Biturbo 2020, cái con này cũng rất đẹp, mà còn vướng mắc một chút về các cái giấy tờ ngân hàng, bên Đức Trung sẽ sớm báo giá cho anh chị vào các cái video tiếp theo. Thế về cái mé bên ngoài này thì có một cái dòng xe số sàn 2 cầu rất là đẹp, giá cũng rất là hợp lý anh em nhé. Con này là Toyota Hilux máy 3.0 số sàn 2 cầu. Đấy, màu ghi xám. Giá là 485 triệu đồng. Bởi vì là cái lượng xe nó rất là nhiều cho nên Đức Trung sẽ quay về cái hình dáng cũng như là cái biển số thôi. Anh em quan tâm thì chụp lại cái biển số để Đức Trung sẽ cung cấp cái bộ tư liệu riêng. Ngày chiếc Toyota Hilux 2012 màu đen. Số sàn 2 cầu máy 3.0 giá
là 415 triệu. Thế và có giá nhô 500 triệu, anh em cũng có thể sở hữu một cái mẫu xe Chi Tông 2018 số sàn 2 cầu, nhô 500 triệu anh em nhé, số sàn 2 cầu. Với 585 triệu thì anh em có thể sở hữu cái mẫu xe ngoại trách máy 3.2 form Raptor rất là đẹp. Thế và trên 300 triệu thì anh em có thể sở hữu con này full đồ chơi cực đẹp, XLT 2009 308 triệu. Đấy. Thế và đây là một cái mẫu xe Nissan Navara này, con này cũng cực đẹp luôn, màu xám lông chuột, bản VL 2015, 565 triệu đồng. Rất nhiều xe để anh em lựa chọn. Và cái mé bên đây thì cái chiếc Isuzu này là xe công vụ anh em nhé, xe công vụ. Đây là chiếc Nissan Navara 2012 màu đen, số tự động 2 cầu, giá chào bán là 355 triệu đồng. Chiếc Nissan 2011 số sàn 2 cầu màu bạc 320 triệu. Thế và đây là một chiếc Nissan Navara số tự động 2 cầu. Đấy, con này có giá chào bán là nhô 400 triệu anh em nhé. Hơn 400 triệu là anh em đã sở hữu ngay một cái mẫu Nissan Navara form cũ. Form này nó mới là chất này. Thân vỏ cứng cáp, máy gầm đại chất. Hơn 400 triệu. Và vì hôm nay có chút ít thời gian cho nên là Đức Trung chỉ quay lướt qua như vậy. Nếu mà anh em mà ưng cái mẫu nào thì hãy liên hệ với Đức Trung, số điện thoại Đức Trung để ở trên góc màn hình. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.